Năm người ở đây thì được ít lắm, mà dạ, chỉ nằm nghiêng hai bên này. Dạ. À. Rồi, nằm lên. Nằm đây. Đầu bên nào? Đầu bên đây. Đầu. Đầu. Nằm nữa thôi. Nằm nè. Từ từ bấm, từ bấm mới nằm được. Mềm người ra đừng gồng, mềm người ra, mềm ra, mềm ra, mềm ra, chết luôn. Rồi, quay qua đây, đi qua đây, đó, đó, quá trời, nào, nào cướp gối, khổ quá, bệnh gì vậy? Bệnh gì vậy? Là mình chỉ làm giảm bớt chuyện cơn đau với mình điều chỉnh lên thôi. Nhưng mà nếu mà để mà khỏi á thì bắt buộc phải thực hiện những cái điều mà đã học ở đây. Vâng, em cũng đó, bắt buộc thì mới hết được, chứ còn không bao giờ hết được. Đừng có tưởng là làm cái này hết đâu, không có đâu. Cái axit đang tăng này, cho nên là nó bị sưng hết. Rồi giờ muốn mà khỏi mà triệt để là bắt buộc, cái mà quan trọng nhất là vẫn là nhịn ăn. Đó, thẳng lên rồi đó, rồi chỉ ngồi lại. Đấy. Bây giờ bà này phải đau là đau cái đầu gối chứ cái lưng mà đổ cả này. Cái lưng là ok rồi. Rồi ok. Cái lưng là ok rồi. Vậy chỉ có cái là nhịn ăn để cho nó được. Rồi. Nhịn ăn cái này uống nước ấm. Đúng rồi. Nhịn ăn uống nước ấm. Hốp đi anh em, chùm kem nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.